các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và clip ngày hôm nay là một clip khá là đặc biệt, khi mà mình clip ngày đầu tiên, lần đầu tiên thì mình xin phép được xin lỗi tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình và cũng đã xem clip của mình. Và nguyên nhân của lời xin lỗi này đó là cái mấy hôm ấy thì mình có đăng một clip đó là những tính năng hay và hữu ích trên chiếc điện thoại Vivo i11. Thì khoảng từ phút thứ 15, 16 trở đi thì clip đã bị lỗi trong phần chỉnh sửa của mình. Và mình cũng chưa kiểm tra lại xem clip nó lỗi ở phần nào. Và ngày hôm nay thì rất nhiều bạn phản ánh mình đã phát hiện ra lỗi những cái tính năng hay và hữu ích, có khoảng tầm 5 tính năng gì đó mình chưa chỉnh sửa lại kịp thời. Thì ngày hôm nay mình làm clip này để mình nối tiếp coi như là part 2 để có thể là đưa lại những cái tính năng hay và hữu ích ở cái phần mà đoạn clip nó bị lỗi đó. Thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình và ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn nha. Thì tiếp tục sau đây mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của clip những tính năng hay và hữu ích trên chiếc điện thoại Vivo i11 nha. Đây là những tính năng rất hay hữu ích cho các bạn mới mua chiếc điện thoại Vivo i11 hoặc là có nhu cầu sắp tới xem mua. Rồi cảm ơn các bạn, xin mời các bạn theo dõi nha. Rồi cũng trên cái chuyển động thông minh thì có cái phần lắc để bật đèn pin. Thì trên giao diện màn hình khóa, màn hình chờ các bạn đang sáng này, lắc điện thoại để bật đèn pin, khi màn hình tắt chạm vào nút khóa màn hình để tắt đèn pin. Rồi cái nữa là nhắc nhở thông minh, tức là khi các bạn nhấc cái điện thoại lên này, khi bạn nhấc đang có cuộc gọi nhớ này, các bạn úp xuống như này, các bạn nhấc lên thì nó sẽ rung một cái báo hiệu và sáng lên báo hiệu chúng ta có cuộc gọi nhớ. Đó là cái tính năng nhắc nhở rất là thông minh của chiếc điện thoại Vivo i11. Đấy, lắc để bật đèn pin. Đây mình sẽ demo các bạn nhé. Nào màn hình chờ này. Đấy các bạn thấy chưa, nó đã sáng lên rồi, vừa rồi nó sáng rồi mình không để ý. Đấy, nó sáng này, khi mà mình khóa thì tắt vào cái nút nguồn này. Đấy thì nó sẽ ra đi. Đó là cái tính năng chuyển động thông minh. Rồi bây giờ mình sẽ demo thử cái phần tính năng là gọi thông minh này. Tắt tiếng thông minh bật lên xem nào. Đấy đang tắt tiếng thông minh này, che màn hình để tắt tiếng điện thoại có đồ chuông. Bây giờ mình sẽ gọi cho nó một cái nhé. Gọi cho nó cái này, xong là có cuộc gọi đến xem mà che tiếng đi thôi, ok như thế nào. Rồi gọi rồi, đang có chuông đấy các bạn ạ, đang có chuông nhé. Đấy các bạn để thấy khi mà chúng ta che cái cảm biến này đi này, che cái phần cảm biến này đi thì chuông nó sẽ tắt đi. Đấy không cần phải ấn nút gạt lên hay không cần phải ấn cái gì hết. Đó là tính năng mình nghĩ rất là ok. Đấy, trong cái điện thoại Vivo i11 đó là chuyển một cái tính năng cực kỳ là thông minh nhé các bạn ạ. Mình nghĩ là chưa nhiều điện thoại sở hữu tính năng thông minh này đâu. Rồi tiếp theo đó là cái phần tính năng số 7, đó là tính năng chia đôi màn hình. Chia đôi màn hình thì rất là nhiều điện thoại có rồi, nhưng mà các bạn hỏi mình rất là nhiều chiếc điện thoại Vivo i91C có chia đôi màn hình không, thì mình trả lời các bạn là chiếc điện thoại Vivo i91C chưa hỗ trợ, nhưng chỉ nhỉnh hơn 400.000 thôi, nhưng chiếc điện thoại Vivo i11 đã bổ sung thêm rất nhiều tính năng thông minh, đặc biệt tính năng chia đôi màn hình. Đây các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần chia màn hình thông minh. Đấy, chia màn hình tin nhắn này. Đấy, tách màn hình thủ công này. Ứng dụng tốt nhất cho màn hình chia đôi, có nghĩa là chiếc điện thoại Vivo i11 này nó chỉ hỗ trợ chia đôi màn hình ở những cái ứng dụng nhất định thôi, và chủ yếu là ở những cái ứng dụng mạng xã hội, ví dụ như là Zalo, Facebook, Line, Viber vân vân, chứ những cái tính năng bình thường sẽ không chia đôi bạn nhé. Đây này, Twitter này, Facebook này, đây là những cái tính năng mà nó có thể chia đôi màn hình được. Đấy, ví dụ để chia tách màn hình thủ công này thì các bạn có thể trượt 3 ngón xuống để chia đôi màn hình. Đây mình sẽ làm thử các bạn nhé. Đây ví dụ như cái phần cài đặt, ví dụ phần cài đặt. Đấy, chế độ tách màn hình không hỗ trợ nhé, không hỗ trợ trong ứng dụng này. Đấy, nó sẽ hạn chế hơn một số cái máy của Samsung và một số máy khác mà nó sẽ không hỗ trợ này. Đấy, nhưng YouTube thì lại hỗ trợ, các bạn thấy chưa, YouTube này, một ứng dụng còn lại đó là AnTuTu chẳng hạn này. Đó các bạn thấy chưa, nó sẽ hỗ trợ ứng dụng này. Đấy các bạn thấy chưa, một nửa này, tức là các bạn hiểu là có một số ứng dụng là nó không hỗ trợ đâu nhé. Đấy, không phải ứng dụng nào nó cũng hỗ trợ. Đây thử ứng dụng AnTuTu này. Đấy, có những ứng dụng nó sẽ hỗ trợ và ứng dụng không hỗ trợ, thường là ứng dụng mạng xã hội nó sẽ hỗ trợ nhé.
còn một số phần nó sẽ không hỗ trợ đâu. Thì các bạn lưu ý cái vấn đề này, không lại tưởng là máy mình hỏng thì chết, nhưng mà thực chất là máy của các bạn đang sử dụng hết sức là ok. Rồi đó là cái tính năng chia đôi màn hình. Thì các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần chia màn hình thông minh đó, các bạn ứng dụng xem cái ứng dụng này, những ứng dụng nào nó cho chia đôi màn hình thì những ứng dụng đấy nó sẽ chia đôi màn hình nhé. Đây là ứng dụng mà tốt nhất này. Ngoài ra có những ứng dụng cho chia màn hình, có những ứng dụng không cho chia màn hình. Rồi đó là tính năng số 7, tính năng chia đôi màn hình. Và tiếp theo tính năng chụp ảnh màn hình. Chụp ảnh màn hình thì cái thao tác rất là đơn giản, các bạn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng một lúc nhé. Đây ví dụ này, đấy nó tăng cái chụp, ok chưa? Đó là cái thao tác thủ công, nhưng với chiếc điện thoại Vivo Y11 nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong việc chụp ảnh màn hình. Vì chụp ảnh màn hình bây giờ nó là một phần không thể thiếu và cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng, ghi lại những khoảnh khắc mà chúng ta cần ghi lại, và đó là những khoảnh khắc thường là rất quan trọng với chúng ta. Nhưng chia đôi màn hình nó, chụp ảnh màn hình nó ở chiếc Vivo Y11 nó như thế nào, nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần chụp ảnh màn hình. Đấy, trượt ba ngón tay lên để chụp ảnh màn hình nhanh. Đấy, ví dụ như trượt ba ngón tay này. Đấy, nó trượt này. Các bạn thể thấy là Oppo trượt xuống nhưng cái này trượt lên, còn trượt xuống của cái này của Vivo Y11 là chụp ảnh màn hình nhá. Các bạn lưu ý như vậy. Rồi trượt ba ngón tay, nhưng các bạn phải bật tính năng lên này. Cửa sổ nối ảnh, nổi ảnh, chụp ảnh màn hình đấy. Tức là nó sẽ, để các bạn. Đấy, bình thường thì nhưng lúc này các bạn thấy nó sẽ hiển cái cửa sổ đây để qua chỉnh sửa, nhưng các bạn tắt cái này đi thì nó sẽ không hiển cái đấy nữa. Nhưng các bạn nên bật nó lên nhé. Đấy, hiển thị quỹ đạo chạm này. Đấy, hiển thị quỹ đạo chạm này. Đấy. Đấy, ok chưa? Đấy. Ghi âm thanh này không có này. Thì các bạn bật nó lên. Đấy, ghi âm thanh là ghi màn hình đấy các bạn ạ. Chất lượng hình ảnh thì các bạn để cao là chắc chắn rồi. Cái này là đang thực hành ghi. Thì rất nhiều các bạn muốn ghi lại cái màn hình này nhưng mà các bạn chưa có thao tác, hoặc là chưa biết thao tác, hoặc là rất nhiều bạn có những cái sản phẩm khác mà chưa hỗ trợ, thì các bạn nên sử dụng chiếc điện thoại Vivo Y11 để ghi màn hình rất là ok. Rồi đó là tính năng chụp ảnh màn hình, rất là ok các bạn ạ. Tiếp theo đó là tính năng nhân bản ứng dụng. Nhân bản ứng dụng có lẽ là Duo Messenger đấy. Thì nó sẽ hỗ trợ cái nhân bản ứng dụng thì rất đơn giản thôi. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần nhân bản ứng dụng, các bạn bật cái này lên. Đấy, xíu nữa này, đã thêm biểu tượng trùng lặp vào màn hình này. Đó, một cái Facebook nhá. Hai cái Facebook nhá. Facebook của đấy nó ghi là 2ND, tức là second hand đấy. Xin lỗi các bạn, Facebook thứ hai chứ không phải second hand. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đến với cái phần phần trăm pin. Thì các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần pin. Các bạn ở dưới các bạn thấy phần trăm pin này, bên trong biểu tượng pin, ngoài biểu tượng pin đấy. Chúng ta cần bật phần trăm pin lên, chúng ta thì vào phần pin nhá. Đấy, hoặc là chúng ta vào phần thanh trạng thái và thông báo, nó cũng có cái phần trăm pin ở trong đây và hiển thị luôn cả tốc độ mạng nữa. Các bạn thể thấy tốc độ mạng này. Đấy, tốc độ mạng này. Tốc độ mạng nhanh hay chậm chúng ta có thể nhìn đây, chúng ta biết ra ngay đúng không? Không phụ thuộc vào wifi, không phụ thuộc, chúng ta chỉ cần nhìn cái này là chúng ta biết là tốc độ đang ở đâu. Đấy, không là không dùng mà dùng nhiều hay dùng ít, nhìn biết ngay. Rất nhiều cái hay ở trong cái phần thanh thông báo trạng thái. Tiếp theo là bảo mật và quyền riêng tư. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần bảo mật và quyền riêng tư. Thì chúng ta sẽ có những cái bảo mật và mã hóa ứng dụng. Đấy, như lúc nay mình đã giới thiệu. Hay là bảo vệ chụp màn hình, hay là cài đặt bảo mật khác này chẳng hạn này. Đấy, khóa thẻ SIM vân vân, rất nhiều cái tính năng hay ở trong cái phần bảo mật màn hình. Nhưng mà các bạn nên nhớ cái mật khẩu mình đặt. Đấy, các bạn nên nhớ cái mật khẩu nhé. Đấy, lối tắt trên màn hình này, hiển thị màn hình khóa tự khởi động này, vân vân. Rồi đó là cái tính năng bảo mật và quyền riêng tư. Tính năng số 11, một tính năng rất là mới trên chiếc điện thoại Vivo Y11. Và mình cũng xin chia sẻ là cái điện thoại Vivo Y11 này chạy trên hệ điều hành Android 9 Pure. Và giao diện đó là giao diện Phantom OS 9.1, một giao diện cực kỳ mới và nhiều tính năng hay của Vivo. Thì các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần Digital Wellbeing và quyền kiểm soát cha mẹ. Thì ở đây nó sẽ đo cho các bạn hôm nay sử dụng 49 phút mở khóa 34 lượt thông báo 22. Đấy, đang nghỉ ngơi, đang tắt này. Đấy, nó có chế độ này. Đấy, những chế độ này cũng rất là đau đầu đấy. Bởi vì khi mà các bạn ấn vào nó sẽ thành những cái chế độ mà nhầm. Đấy, liên quân này, chơi hôm nay liên quân chơi bằng này, cài đặt bằng này, khác bằng này. Đấy, khi mà đưa máy cho điện thoại cho con trẻ mình mà nó chơi cái gì hay nó làm cái gì là chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được. Chơi cái gì nhiều, xem YouTube nhiều hay là xem cái gì nhiều đấy thì không biết. Rồi đó là
cái tính năng digital wellness, tức là kiểm soát của cha mẹ đấy. Thì khi mà cái công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cái điện thoại của mình rất là ok. Rồi chúng ta có thể thiết lập quyền kiểm soát cha mẹ bằng cách là chúng ta tải cái phần mềm Family Link của Google. Đấy, bắt đầu này, cha mẹ này. Đấy, sẽ có rất nhiều cái tính năng hay ở trong cái phần này. Đấy, thì các bạn cố gắng các bạn tìm hiểu thì nó sẽ tối ưu được cái điện thoại của mình hơn. Và càng hiện đại thì sẽ càng hại điện. Khi các bạn bật càng nhiều cái tính năng lên thì khi các bạn sử dụng thì có những tính năng nó sẽ giúp tiết kiệm pin hơn, nhưng có những tính năng nó sẽ ăn pin hơn, cho nên nhưng mà ăn này không nhiều, bởi vì máy đã tối ưu rất là tốt về dung lượng pin rồi. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Vừa rồi mình đã giới thiệu 11 cái tính năng hay và hữu ích trên chiếc điện thoại Vivo i11. Clip khá là dài nhưng các bạn nên xem hết, và mình không muốn chia ra làm hai clip để các bạn có thể theo dõi được một cách ok hơn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.